Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Mật Mã Gaia có nhà phát hành Gizone. Thì đây là một tựa game mobile với đề tài phép thuật phương Tây, lấy bối cảnh thế giới viễn tưởng với đồ họa 3D vô cùng lung linh. Thì game Mật Mã Gaia sẽ kể về câu chuyện diễn ra tại một thế giới mang tên lục địa Gaia. Thì các bạn khi vào game, các bạn sẽ được lựa chọn 3 lát và một lát chưa được tiết lộ. Giờ Mật Mã Gaia Mobile sẽ sở hữu đồ họa 3D vô cùng lung linh và hiệu ứng tuyệt đẹp, màu sắc tươi sáng sẽ khiến các bạn chìm đắm trong thế giới mang đầy màu sắc này. Thì ok, thì tựa game này cũng có một số mẹo tăng cấp nhanh chóng cho các bạn chơi tựa game Mật Mã Gaia của nhà thành Gizone này. Thì đầu tiên thì cách thứ nhất là các bạn thực hiện nhiệm vụ chính tuyến. Và nhiệm vụ chính tuyến chính là cách đơn giản và cực kỳ hiệu quả để gia tăng cấp độ của những các bạn chơi Mật Mã Gaia. Thì sau khi bạn đăng nhập, hãy thực hiện nhiệm vụ chính tuyến đến khi hết, thì sau đó mới làm nhiệm vụ phụ và tham gia các phó bản hoạt động khác. Cách thứ hai là tham gia phó bản nhận ESP. Thì phụ bản ESP là nơi các bạn nhận được lượng lớn ESP trong game Mật Mã Gaia Gizone sau nhiệm vụ chính tuyến. Mỗi ngày thì các bạn có thể tham gia hai lần phó bản FP, có thể dùng kim cương để mua thêm lượt của phó bản. Các bạn nhận FP căn cứ theo sát thương gây ra và bạn sẽ nhận thêm phần trăm FP hưởng thêm khi party đổi đội. Giờ cách tham gia thì các bạn vào cái phụ bản, sau đó vào phó bản đội, vào phó bản FP. Thì lưu ý thì các bạn có thể dùng kim cương để cổ vũ gia tăng sức mạnh của mình. Đây các bạn có thể mua thêm cái được lượt, hiện tại có hai lượt thì mình đã vào hết. Bạn có thể vào theo đội hoặc là vào theo tự ghép. Nếu vào thêm đội thì nhận thêm 30% SP. Thứ hai là mua quân chủ SP. Giờ một cách khác để các bạn tăng cấp nhanh đó chính là sử dụng kim cương mua quân chủ SP, một loại tinh linh giúp các bạn gia tăng sức mạnh kèm hiệu ứng nhận thêm SP quý giá. Các bạn sẽ được sử dụng thử quân chủ ESP 3 ngày khi thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, thời gian tính từ lúc kích hoạt và có thể mua ở trong shop. Cách thứ tư là sử dụng hồng châu ESP. Sử dụng hồng châu để tăng ESP sẽ nhận được sau khi tranh quái ở trong tựa game này. Thì một tính năng vô cùng hấp dẫn mà bạn có thể thay đổi sang loại khác khi tham gia các hoạt động PvP hay là săn boss tăng sát thương hoặc là phá giáp để hạ gục mục tiêu nhanh chóng. Thứ năm là tham gia hoạt động ngày. Thì hoạt động hàng ngày cũng cho phép các bạn thu lượng lớn FP ở trong tựa game này. Các sự kiện làm này diễn ra hàng ngày và được reset làm mới vào 0 giờ ngày hôm sau. Thì chúng chỉ cung cấp FP mà còn tặng quà kim cương miễn phí. Các hoạt động đó bao gồm như là hỏi đáp buổi trưa, nhân hai hộp tống phi thuyền, bãi điển hấp dẫn hay là lửa chạy hội. Thì tất nhiên thì cấp độ chiến binh trong Mật Mã Gaia Gizone thì càng cao thì bạn có thể trang bị đồ chỉ số mạnh hơn, cộng điểm kỹ năng để khiêu chiến boss mạnh và săn trang bị hàng kim và hiện thoại. Thì đó là một số cách để tăng cấp độ ở trong Mật Mã Gaia, nhận thêm nhiều FP. Thì ngoài các cấp độ ra thì vẫn có một số thứ để hỗ trợ các bạn như là vàng hay hộp phẩm. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code hỗ trợ cho chân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần các bạn vào quà. Các bạn để mình dùng lại. Đầu tiên để mình sử dụng này hết. Thì để nhận quà thì các bạn để nhập code thì bạn vào quà, sảnh quà. Sau đó bạn bấm vào để mình bỏ qua cái này. Các bạn vào sảnh quà. Sau đó các bạn vào quà. Bạn nhấn vào đổi gói quà. Đây, đổi gói quà ở đây. Và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất là F0 CKBBS F0CKBBS. Sau đó các bạn nhấn nhận thưởng. Thì để nhận quà thì các bạn vào thư. Thì gift code này sẽ nhận được là 3 khóa trang bị, 2 cái nuôi dưỡng hồng châu, 3 trái hút sơ và 2.000 vàng, 2k vàng. Để mình bỏ vàng.
Gift code để mình rõ này. Gift code thứ hai như sau. Thì đây là gift code cũ. Gift code 2 3GB 4DIC 3GB 4DIC. Đây là gift code cũ còn hạn sử dụng. Thì gift code này sẽ nhận được là 4 khóa trang bị, 3 nuôi dưỡng hồng châu, 5 trái hút sơ và 5 cao vàng. Để mình tắt cái này. Gift code thứ tư ở gift code thứ ba NCIGABANCIGABA. Đây là gift code cũ. Thì gift code này sẽ nhận được là 5 phát trang bị, 5 nuôi dưỡng hồng châu, 10 trái hút sơ và 10 cao vàng. Chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ tư. Thì ở các level đầu thì các bạn sẽ thấy là cái quà không không có cái sảnh quà, nhưng mà từ level cao hơn các bạn sẽ thấy sảnh quà, thì các bạn chọn ở đó hoặc chọn quà. Còn level thấp hơn thì các bạn cứ vào quà và chọn. Giúp có thứ tư là U4JK2BO U4JK2BO. Thì đây là code tư. Gift code này cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng. Gift code này sẽ nhận được là phiếu tầm bỏ bảo hồng châu, 7 nuôi dưỡng hồng châu, 20 trái hút sơ và 20 cao vàng. Đó là các phần và có gift code thứ tư. Thì bốn gift code này là gift code cũ còn hạn sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ năm. Thì các bạn lưu ý là gift code thứ năm này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, là các bạn chú ý nhập sớm. Gift code là go 8888 go 468. Thì gift code này các bạn sử dụng đến ngày 30 tháng 9. Gift code này sẽ nhận được là 2 phá trang bị, 30 kim cương khóa và 3 hỏi vàng 100k. Để mình bỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 6. Thì gift code thứ 6 là CL25.000 CL25.000. Đây là gift code này bị quá hạn rồi bạn. Gift code thứ 6 là Z H 7 W K W G C F J X không O O không Z H 7 W K qua W G qua C qua F qua Z qua và số 0. Số cuối là số 0 các bạn. Thì gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau. 6 cái khóa trang bị, 2 cái xe nhiên liệu Nguyễn Trinh dùng tăng 5 giờ FP và lửa thần nguồn sơ dùng tới tăng bậc chiến thần tăng 50 điểm FP, số lượng là 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 7. Thì gift code thứ 7 như sau. HB 864 HB 864. Đây là gift code thứ 7. Thì gift code này sẽ nhận được là 288 phiếu may mắn vạn năng dùng trong sự kiện vận hành, chắc chắn rút được đạo cụ cực phẩm, 9 cái phá trang bị, 3 trái hút cao sau khi dùng sẽ tăng 150 điểm chúc phúc phú. Đây là các phần quà của gift code thứ 7. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 8. Và cũng là gift code cuối cùng, gift code thứ 8. N K C I C 1 Z T N K C I C 1 Z T. Hơn nhấn nhận thưởng. Giờ gift code này sẽ nhận được các phần quà sau. Một cái nuôi dưỡng hồng châu, 100 cao vàng và 30 kim cương khóa. Đây là các phần quà kim cương khóa. Ok, giờ mình sẽ sử dụng vàng.
Thì hiện tại là có 8 zip code. Đâu rồi, 8. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ kế tiếp. Trước hết thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Đây 8 zip code mới. Giờ như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn là 8 zip code. Giờ chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.